Bạn đã biết được bao nhiêu ký hiệu trong các loại đất? Phần 2, 7, GSX, đất rừng sản xuất. Là loại đất trong ngành lâm nghiệp, nó dùng để chỉ các khu vực đất rừng được dùng để sản xuất cây trồng, gỗ hoặc các sản phẩm gỗ khác. 8, GQH, đất rừng phòng hộ. Là loại đất rừng được sử dụng nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống hiện tượng xói mòn, sạt lở, lũ quét, chống việc sa mạc hóa, hạn chế các thiên tai, góp phần điều hòa khí hậu, không khí, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. 9. GDD, đất rừng đặc dụng, là một loại đất rừng thuộc nhóm đất nông nghiệp, có vai trò bảo tồn thiên nhiên hoang dã của quốc gia, lưu giữ những loài vật giống quý, không chỉ động vật, thực vật cũng được bảo tồn, tránh trường hợp khai thác làm tuyệt chủng giống loài. 10. NTS, đất nuôi trồng thủy sản, là loại đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt. 11. LMU, đất làm muối, là phần diện tích đất trong quy hoạch phát triển sản xuất muối được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 12. NKH, đất nông nghiệp khác, là loại đất để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm, đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh. Đón xem phần 3, các loại đất phi nông nghiệp. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.